Hello các bạn, hôm nay mình dẫn các bạn đến thăm nhà Vinh Xô nha. Oh, bro, lâu lắm mới gặp. Nào. Đầu ấy. Vào đây các bạn ơi, vào đi đi ra. Sao? Đấy nhà anh thế nào? Nhà to và đẹp thế. Rồi nhà người có tiền mà, em nhìn thấy bể cá này không? Ừ. Bể cá này quy đây tiền mặt, đập em chết. Vì nó quá nhiều, 20 tỏi. Giàu khiếp. Ra đây cho xem nữa này, thấy gì đấy không? Để rượu Nga nó có cái gì nữa. Mày bị dở người chai nước mắm anh đựng vào đây thôi. Kéo nước mắm đấy. À, thế không? Wow. Nói chung là nhà cũng nhà. Ô, sao nó lại tự mở? Ôi rồi nhà có ma mà chuyên để bật tắt đèn thôi, chả có tác dụng gì khác cả. Ngồi xuống đây đi. Ghế đắt lắm đấy, ngồi xuống cẩn thận mà. Có giường hỏng ghế của anh. Dạ, mọi người văn phòng vẫn ngon lành chứ? Mọi người thiếu sếp vẫn làm việc ổn. Ừ, anh biết mà. Thế nhưng mà quan trọng nhất là em có thể thấy là cuộc sống của anh ở đây nói chung là nó cũng chả có gì cả. Trời kinh tế gia đình khó khăn. Nghỉ vật vờ studio 50 năm mà bảo không có gì. bộ này là bao tiền? Bộ này nếu mà nội thất thì tỷ hay 10 tỷ không phải là giá trị. Nhưng mà anh nói thật là ngày xưa ở văn phòng đi dép vào đi có hỏng thảm. Anh nhận ra một điều đó là văn phòng mình ngày xưa mọi người đi làm, mọi người cứ ngủ ga ngủ gật. Nhất là thằng Đăng, có nhớ không? Em nhìn cái ảnh này này, nó ở đâu nó cũng ngủ được. Toàn ngủ gật luôn ý. Ừ. Nguyên nhân đó chính là ánh sáng em ạ. Anh phát hiện ra là ánh sáng mới quyết định đến cảm xúc của con người. Người ta vui hay buồn hay khóc ấy. Cái cảm giác ngồi trong căn nhà 10 tỷ khóc nó vẫn cảm giác thoải mái hơn nhiều so với căn nhà chỉ có mấy trăm triệu thôi. Thì ánh sáng năm nay thì anh đã được bố trí và set up. Thì em vừa nhìn thấy, à để anh cho em xem. Đó. Đâu cái gì? Không phải tiền. Có phải Tết đâu mà lì xì. À, em thấy gì không? Đây là cái bảng. Đây, bảng điều khiển đèn. Đến từ thương hiệu Rạng Đông, đã nghe Rạng Đông chưa? Hồi trước em có xem quảng cáo trên TV. Ôi dồi ôi, xem quảng cáo TV em là thế hệ sau này rồi. Ngày xưa anh lớn lên ấy, là do có phích nước Rạng Đông. Đấy. Sau đó bóng đèn sợi đốt từ ngày xưa ấy. Sau đó Rạng Đông là có cả làm đèn LED này. Còn bây giờ là năm 2021 rồi thì người ta làm cả là sang thiết bị đèn thông minh. Thì Rạng Đông xưa nay là nổi tiếng là làm đèn, nhưng mà đèn gì cũng có. Em nhìn này, đèn trần có này, có đèn dây LED RGB này, đèn ở bên này cũng có này. Nói chung là em muốn có đèn gì em lắp vào đầu nó cũng được, hiểu không? Thì bảng điều khiển này có rất hay. Em có thể thấy là ví dụ như nhá, bây giờ anh đang ngồi đây, anh để đèn độ sáng đây khoảng 6,5 triệu. 6,5 triệu là gì? 6.500K ấy, tức nghĩa là ánh sáng trắng. Thì ánh sáng trắng này giúp cho mình thứ nhất là tỉnh táo hơn. Nếu mà ngày xưa em về anh sẽ bảo để mà bên vật vào studio phải lắp cái hệ thống đèn này ở studio. Thứ nhất là mình sẽ lúc nào giữ được sự tỉnh táo này, nhìn mặt nhau cho rõ này. Như mắt em này mà không có bật đèn thì trông như kiểu là đang nhắm mắt vào nói chuyện đấy. Thôi đi. Đây nhá, nhưng mà nếu mà muốn mà thằng Đăng nó hay đi ngủ thì chúng ta sẽ chuyển sang đèn này, em thấy không? Đó, đèn vàng, dịu nhẹ. Em có hay đi spa không? Có. Đấy, thì nó giống như ở quán massage, ngoài mùi xả đặc trưng ra thì ánh đèn vàng này là một trong những cái khiến người ta relax hơn, dễ chịu hơn rất là nhiều. Và đây là cái bảng điều khiển. Điều khiển này là ngữ cảnh em ngồi thiết lập. Đấy, ví dụ như cảnh 1, cảnh 2, 3, 4, 5 đó. Thì nó sẽ có thể chuyển đổi các cái ánh sáng đèn khác nhau. Thì cái bảng điều khiển này nhá, giúp cho kiểu là ở nhà có trẻ con này hay là phụ huynh bố mẹ lớn tuổi nhá, cũng có thể dùng được luôn. Tại vì nó không cần phức tạp đến các điện thoại, chỉ cần nhớ là cảnh nào đèn đóm ra sao thế là được, rất là tiện luôn. Em nhìn thấy ví dụ, em nhà có hay xem tivi không? Em có xem tivi. Mỗi khi xem tivi em làm gì? Tắt đèn đi xem TV. Ôi rồi đấy chính là sai lầm của chúng ta. Người ta tắt hay đèn, người ta xem phim ấy. Người ta ngồi hai ghế tách rời mà có một cái tay nắm ở đây. Để lúc đó bóng ngô là bóng ngô chứ không bốc nhầm xúc xích được. Nhưng mà khi người ta ở nhà thì rất dễ nhầm hiện tượng này bởi vì không có đèn. Đó, thế nên mà em sẽ nhìn thấy. Nhưng mà đèn bật lên ấy, sẽ khiến mọi người không tập trung xem TV được. Anh sẽ có một cách này. Ok Google, turn on the movies. Okay, activating the movies. Đó, thấy chưa? Xịn sò. Bốn cái bóng đèn chỗ TV sẽ tự động tắt để lại hai cái đèn đủ chúng ta vừa nhìn, và bên cạnh đấy thì đèn sẽ vàng dễ chịu hơn. Và ngoài ra anh còn có một cái cuộc hẹn vào lúc 12 giờ nữa dành cho một em gái rất là xinh, thì đấy sẽ có một chế độ khác. Ok Google, turn on the party. Sure, activating the party. Đấy, thì em thấy không? Đèn bên này nha, nó cũng sẽ tự động tắt hết, không còn một tí gì. Ở bên này thì đèn nó sẽ chuyển sang LED RGB. Em ngửa lên trên thế, trần nhà sử dụng chuyển đèn. Quay sang bên này anh sẽ thấy đèn LED RGB ở khắp nơi. Nhìn thấy không? Đấy, rất là xịn. Nói chung là đấy, anh vừa rồi là ra lệnh bằng giọng nói nhá, là kết hợp với các hệ thống Google, từ Google Assistant, Siri, Alexa là đều ngon hết. Đây anh cho em xem cái cách hoạt động của nó. Bởi vì ngày xưa hồi mà còn làm vật vờ CEO, bên mình cũng đã có review một số thiết bị nhà thông minh rồi.
Nhưng mà cái thiết bị nhà thông minh ngày xưa của chúng ta hay làm ấy là kết nối thông qua wifi. Em nhìn thấy cái gì được không? Cục wifi chứ gì? Đúng rồi, người ta gọi là cái modem wifi, gọi là cục, cái từ cục này hay diễn tả mấy cái cục khác. Nhưng mà quan trọng là khi mà cái thiết bị thông minh trong gia đình á, kết nối bằng wifi thì nó dẫn đến hiện tượng là có quá nhiều mà kết nối cùng một lúc á, là điện thoại chúng ta hay là cái thiết bị khác kết nối sẽ bị độ trễ, độ delay. Em biết trong nhà này của anh là có bao nhiêu thiết bị đèn không? Nhiều này ai mà đếm được? 40 đến 50 cái đèn. Bởi vậy nên cái cục router wifi này không tải được, trong khi đó anh đang sử dụng hệ thống của rạng đông. Đó có thể kết nối là đến hơn 200 thiết bị, là đèn, mọi thứ rất ngon lành. Thì cái bảng điều khiển này ở đây, em nhìn thấy dòng chữ gì đây không? Home controller. Dịch ra là gì? Điều khiển nhà. Đúng rồi, nhưng mà nhà này không phải điều khiển từ xa là đứng dậy đi lại, mà vấn đề là anh sử dụng hệ thống là Bluetooth Mesh. Thì nó giống kiểu wifi Mesh đấy các bạn, đúng không ạ? Thì nó sẽ giúp ta kết nối nhiều thiết bị, cái độ mở sẽ rộng hơn. Thế thì bởi vậy nên ngay cả trong trường hợp mình có thể tháo dây này ra, không cần thiết bị này thì các sản phẩm trong gia đình nó vẫn hoạt động một cách hoàn toàn bình thường, không có vấn đề gì hết. Nhưng mà quan trọng để mà có cái này á, là mình sẽ có một cái app ở trên điện thoại. Thì mình có thể điều khiển này, mình điều khiển xem là mình thiết lập các cái ngữ cảnh là nó sẽ đèn đóm kết hợp như thế nào. Thì cái này sẽ nhận tín hiệu, sau đó là ra lệnh cho các thiết bị ở đây để lưu lại các ngữ cảnh đó. Nên cái app bản thân thì được viết rất là đẹp, rất là thân thiện. Có thể nói là người dùng chưa biết gì cũng có thể sử dụng ngay lập tức, rất là ngon lành cành đào. Em hiểu không? Cho em xem một vòng nữa. Thì ngoài cái việc là để điều khiển ra nhá, nó còn tích hợp rất nhiều hệ thống thông minh, ví dụ như cái rèm. Cái rèm này là gì? Ra kéo rèm. Chứ không phải là rèm này, là rèm thông minh. Nhưng mà sau này là như thế. Tức nghĩa là anh có thể thiết lập như kiểu anh về nhà, rèm nó sẽ kéo ra này, chuyển đèn nhẹ xuống để anh có thể ngắm hoàng hôn. À, em ở nhà đất đúng không? Nhà đất thì mỗi khi mà đi vắng nhá, sợ có trộm. Nhưng mà cái này nó sẽ đèn nó phát hiện ra chuyển động, trộm đi vào, dí vào phát như này là đèn sáng. Đấy, thì nó sẽ tưởng là người có người trong nhà, nó sẽ rất là sợ. Hay là sau này mà anh hay ngủ mà kiểu là dậy muộn thì có thể thiết lập là 7 giờ sáng đèn tự động sáng trưng lên. Thì nghĩ đó là mình sẽ tự động dậy thôi, bởi vì ánh sáng trắng mà 6500K này thì nó sẽ làm cho chúng ta rất là tỉnh táo. Rồi cũng như là nếu mà chiều về thì mình có thể thiết lập là hạ xuống là đèn vàng. Rồi khi đó thì chúng ta sẽ có thể bật tắt bình nóng lạnh. Nói chung là sau này tất cả hệ thống thông minh trong gia đình đều có thể kết hợp hết vào được. Rất là tuyệt vời. Ngoài đèn ra thì còn cái gì thông minh khác nữa không? Ồ, còn nhiều cái thứ thông minh. Thứ nhất là anh này, em thì không có cái đấy rồi, nhưng mà anh nghĩ rằng là cái đấy là sẽ một cái hệ thống trong gia đình mình cần cái gì thì đáp ứng được hết cái đó. Và trung tâm của nó vẫn là ánh sáng này. Ánh sáng sẽ quyết định cho mình về cái cảm xúc, cũng như giúp cho mọi người có thể có sự tỉnh táo, hay là mình có muốn nghỉ ngơi, relax thì sẽ rất là quan trọng nhé. Thế thôi, đi một vòng như thế này là quá đủ rồi, bởi vì cũng hết giờ hẹn của em rồi. Em booking đến đây thì cũng đã quá đủ. Thì mình cũng muốn gửi lời cảm ơn đến các bạn bên Bava Studio đã theo dõi cái buổi đi thăm nhà mới của mình. Thực sự là nó chỉ mang tình cảm ấm cúng là nhiều, chứ giá trị thì không đáng kể bao nhiêu. Điều đấy, giá trị nhiều. Không đáng kể bao nhiêu cả, mà quan trọng nhất là cảm ơn tất cả mọi người đã xem và ủng hộ mình, giúp cho mình có được cái kết cục như ngày hôm nay. Và hẹn lại anh em trong các video lần sau nhá. Thôi Yến đi về đi để anh còn giải quyết tiếp đi. Bye. Ok Google, turn on the party. Về đi anh còn party em ơi. Got it, activating the party.